Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 76 xin xem tiếp đoạn này dưới đây phục thứ địa tạng vị lai thế trung nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân ngộ đại thừa kinh điển hoặc thính văn nhất kệ nhất cú phát ân trọng tâm tảng thán cung kính bố thí cúng dường thị nhân hoạch đại quả báo vô lượng vô biên đoạn phía trước này là nói về người hay bố thí thiện nam tử thiện nữ nhân là người hay bố thí người hay tu phước đoạn phía sau này là nói họ tu phước được phước đây là người gặp được kinh điển đại thừa hoặc giả là nghe được một bài kể hay một câu kinh người nghe được pháp đại thừa rất ít nhưng sau khi họ nghe rồi họ liền có thể phát tâm phát tâm chân thành chữ ân trọng chính là chân thành vui vẻ khen ngợi cung kính bố thí cúng dường đây là những gì họ tu ở chỗ này các vị nhất định phải chú ý đến thứ nhất họ là kẻ thiện nam người thiện nữ là người có đầy đủ thiện căn phước đức không phải là người thông thường tức là như vừa rồi mới nói Tịnh nghiệp tam phước trong quán kinh Vậy họ thấy đều làm được Họ là người như vậy Gặp kinh đại thừa Mặc dù chỉ là một bài kệ Một câu kinh Họ hiểu sâu Nghĩa kinh Phật trên kinh Kim Cang Dạy chúng ta Hiểu sâu nghĩa thú tuy là một bài kệ một câu kinh là rất ít nhưng hiểu sâu nghĩa thú vậy là không ít rồi hay nói cách khác họ thật sự nghe hiểu rồi sáng tỏ rồi bạn xem vào đời nhà đường đại sư huệ năng của thiền tông Đó là người lao động cực khổ Ngày bán củi để kiếm sống Hiện nay xã hội này không nhìn thấy nữa Trước thời kỳ kháng chiến Vào thời kỳ đầu kháng chiến Đại khái khoảng 60 năm về trước Tôi sống ở Phúc Kiến đời sống vào lúc đó vẫn còn rất nhiều người lao động vất vả bán củi bán nước chưa có nước máy phải gánh nước họ đi ra bờ sông hoặc giếng nước gánh nước đi bán vào thời đó một gánh nước là ba đồng bản tương đương với một xu tiền tiền thời đó dùng là đồng bản Bán củi Đốn củi ở trên núi Sau đó gánh ra thành thị bán Rất vất vả Huệ năng Ngài là người bán củi Bán củi xong Cầm tiền đem về vào lúc này Nghe thấy Có người đang tụng kinh kim cang Tụng kinh ở trong nhà Ngày đi ngang qua cửa sổ của nhà đó nghe thấy cửa sổ thời trước không có kính. Nếu như có kính ngăn cách thì không thể nghe thấy. Cửa sổ trước đây là dùng giấy dán hộ. Mùa đông cũng là giấy dán hộ. Thông thường vào mùa đông Dán hai lớp hộ Cửa sổ là bằng giấy dán hộ Cho nên nói chuyện Ở bên trong thì bên ngoài có thể nghe được Ngài là tình cờ nghe được vài câu Nghe thấy trong Kinh Kim Ca nói Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Ngài liên ngộ nhập ngay Bạn muốn hỏi Vì sao Ngài có thể ngộ nhập vì Ngài là thiện nam tử Người tụng kinh tụng mỗi ngày Mà không ngộ nhập Vì họ không phải là thiện nam tử Không phải thiện nam tử Tụng kinh tình cờ cho thiện nam tử nghe Thiện nam tử liền khai ngộ Cần gì thử nghĩ xem Trong quán kinh nói Tịnh nghiệp tam phước Bạn xem cho thật kỹ Ngày Huệ Năng có làm được hay không Làm được rồi Ngài thật sự là hiếu dưỡng cha mẹ Ngài bán củi mua gạo về cúng dường cho mẹ Tuy là Ngài chưa từng đi học Chúng ta không biết Ngài phụng sự thầy tổ Nhưng sau này Ngài đến tham vấn tại Hoàng Mai Chúng ta đã nhìn thấy rồi Thật sự là hiếu dưỡng cha mẹ Tôn trọng thầy tổ từ tâm không giết hại, tu thập thiên nghiệp vô cùng rõ ràng. Không có học, nhưng người ta thấy đều làm được. Đây là thiện căn phước đức trong đời quá khứ. Cho nên ngẫu nhiên nghe người ta tụng kinh là cơ duyên. Đây là duyên phận nhờ duyên phận này làm cho ngài trở thành một vị tổ sư lúc đó ngài bán củi nếu như không có nghe thấy người ta tụng kinh thì dính diễn bán củi rồi đâu có thể nghe được phật pháp chứ đây là vừa nghe nghe một bài kệ một câu kinh ngài thật sự nghe hiểu rồi sáng tỏ rồi cho nên ngài liền phát tâm ân trọng ngài liền khen ngợi cung kính ngài thật sự muốn học thật sự muốn hỏi thăm sách mà ông tụng đó là sách gì vậy người đó là tụng kinh kinh này có từ đâu là có từ chỗ hoàng mai ngài liền có ý đến bên đó để học Vì cúng dường ở đây bốn chữ bố thí cúng dường này là cúng dường pháp. Trong cúng dường pháp, quan trọng nhất là cúng dường tu hành theo giáo lý. Bố thí phải giảng như thế nào? Bố thí là xả bỏ hết tất cả mọi sai lầm trước đây, chính là Bố thí Tu học theo Phật Pháp chính là cúng dường Bố thí ở đây không đề cập đến tiền tài Cúng dường ở đây cũng không có đề cập đến phẩm vật Không có Bỏ hư vọng Học chân thật bỏ hư vọng chính là bố thí học chân thật chính là cúng dường người này hoạch đại quả báo vô lượng vô biên trong chú dạy nói rõ cho chúng ta biết Ngài trích dẫn lời trong khởi tín luận nói Giải thích Đại Thừa Kinh Đại Thừa Thể lớn, tướng lớn, dụng lớn Cho nên công đức là vô lượng vô biên Chúng ta mở bản kinh ra Xem trang 22 Đoạn sau cùng của chú giải Trang 22 này rất quan trọng Chúng ta bắt đầu xem từ hạng thứ nhất Hãy đọc qua nó một lần Kim ký văn thị chương cú Tính tâm thanh tịnh Tắc sanh thực tướng pháp nhãn đây là nói căn cứ lý luận khi nghe một bài kệ, một câu kinh được vô lượng phước, sao có thể được như vậy? Đạo lý là ở chỗ này, đúng như lời trên kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh, tắt sanh thực tướng. Sanh thực tướng là gì? Minh tâm kiến tánh. Lợi ích của phước đó ai có thể sánh với họ được chứ? Phước báo họ được là minh tâm kiến tánh Ký sử nhất kệ nhất cứu Diệt phục tăng tiến bồ đề Đây là điều chúng ta thấy được Vô cùng rõ ràng Từ trong sự thích của lục tổ Huệ Năng Có thể chính thực Lời Phật nói trên kinh là chân thật không hư dối ở thời đại này hiện nay của chúng ta tu bố thí pháp thuận tiện hơn quá nhiều so với trước đây thế nhưng chúng ta được phước không bằng người xưa là do dụng tâm không bằng người xưa người xưa chân thành cung kính hiện nay chúng ta khởi tâm động niệm vẫn có ý riêng tư vẫn chưa có xả hết bản thân mình đây chính là lý do bố thí được phước không giống như trên kinh nói đạo lý là ở chỗ này chúng ta hiện nay điều quan trọng nhất là phải đem tất cả những thứ hư vọng không thật xả bỏ hết Đại sư thiện đạo dạy chúng ta nhất thiết Yếu tùng chân thực tâm trung tác Câu nói này quan trọng Tất cả đều phải dùng tâm chân thật Làm nền tảng Xuất phát từ trong tâm chân thật là đúng rồi không có một mảy may hư vọng không dối mình không lừa người niệm niệm chân thật bất luận là tu pháp môn gì bất luận tu bố thí như thế nào cũng được phước là không thể nghĩ bà đoạn sau cùng này Trích dẫn một đoạn của Phật nói Chứng minh sự thật Khi nghe thấy một bài kệ một câu kinh Sẽ được vô lượng phước Chúng ta xem hàng thứ hai của tiểu chú Hàng thứ hai trang 22 Bắt đầu xem từ câu sau cùng Phật cáo an an Nhược hữu tùng tha văn nhất tứ cú kệ đây là giả thiết Nếu như nói là Có cái duyên phận này Nghe người khác đọc kinh Hoặc là giảng kinh Thời gian của bạn rất ngắn Chỉ nghe họ nói một bài kệ Một bài kệ là có bốn câu Hoặc thư chi trúc bạch Thời trước đây không có giấy Thời xưa ở Trung Quốc dùng thẻ tre Đem những chữ này Viết lên thẻ tre Nếu như các chị có đến tham quan Viện bảo tàng, cố cung Bạn sẽ thấy Những sách vở trước triều Hán Vẫn đều viết ở trên thẻ Bằng tre cả Bạch là vải lụa Sản phẩm dịch bằng tơ vào thời đó không có giấy Cũng có cái viết trên những sản phẩm bằng giấy lụa này Cũng có viết chữ ở trên đây Hiện nay thì Có sách Thư tịch Sở hữu danh tự Ư ừ, nhược can kiếp Thủ bỉ hòa thượng A-sa-lê đẳng Hà đảm kiên thượng Hoặc bối phủ đảnh đới Thường tương nhất thiết âm nhạc chi cụ Cúng dường thị sư Thường bất năng cụ báo sư ân ý của câu nói này là biết ân báo ân làm sao bạn có thể khai ngộ được là bởi nhờ người khác truyền thụ cho bạn một bài kệ một câu kinh cho bạn cơ hội này bạn có thiện căng sau khi nghe xong có thể hiểu sâu nghĩa thú bạn khai ngộ rồi Bạn thành Phật rồi Người truyền thụ cho bạn Một bài kể, một câu kinh Đây là thầy của bạn Là ân sư của bạn Ân đức bao lớn vậy Ở chỗ này Phật Đã nêu ra một thí dụ Chúng ta xem thí dụ này Không thể báo đáp hết được Trong thí dụ nói Bạn khiên thầy trên vai Hoặc là cổng trên lưng Hoặc là đội lên đầu Sau đó lại dùng hết thảy các thứ âm nhạc để cúng dường Cũng không thể báo đáp hết được Đây là người biết ân, báo ân, biết thực Dưới đây nói Nhược ư hòa thượng sở Cởi bất kính tâm Hằng thuyết ư quá Ngã thuyết ngu si Cực thọ đa khổ Ư đường lại thế Tất đọa ác đạo Vị thầy này có ân đối với bạn Bạn không có tâm cung kính đối với thầy Và thường hay nói lỗi lầm của thầy thầy có lỗi lầm không gì rất khó nói tại vì sao rất khó nói gì có lỗi lầm hay không là ở chỗ khởi tâm động niệm của bạn bạn dùng tâm phiền não để nhìn thầy thì lỗi lầm của thầy là vô lượng vô biên bạn dùng tâm thanh tịnh để nhìn thầy thì thật sự thầy không có lỗi lầm gì Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay Cảnh duyên không có tốt xấu Không có tốt xấu Cảnh là gì? Là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Mọi người, mọi vật Xin thưa với các vị Không có thiện, cũng không có ác Không có tốt, cũng không có xấu Thiện ác tốt xấu sinh ra từ trong tâm của bạn Tâm bạn là thiện Nhìn mọi người đều là người thiện Nhìn tất cả các pháp đều là thiện pháp Tâm bạn là ác Nhìn mọi người đều là người ác Nhìn tất cả pháp đều là ác pháp Ngẫu Ích Đại Sư nói lời này rất đúng Cũng đúng như lời trên Đàn Kinh nói Phướng động hay là gió động Đại sư Huệ Năng nhìn thấy Không phải là gió động Cũng không phải là phướng động Do tâm bạn đang động Chỉ một câu đã nói ra chân tướng sự thật rồi Chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Chư Phật Bồ Tát Thị hiện biểu diễn Biểu diễn ở trong 53 lần Tham vấn tích tượng có thiện có ác Trong đó vẫn có sát đạo dâm Thế nhưng thiện tài đồng tử dẫn đến tham vấn Trong Phật Pháp gọi sát đạo dâm là tam độc phiền não Bồ Tát thị hiện thiện tài tham học được vô lượng công đức Làm sao thiện tại đạt được vậy Nếu như để chúng ta đi tiếp xúc những thứ này Thì nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ Tại vì sao người ta tiếp xúc thì thành vô thượng đạo Do dùng tâm khác nhau Chúng ta là dùng tâm gì Bồ Tát là dùng tâm gì vậy Cho nên đoạn này rất là quan trọng Sau đó lại nói tiếp Thì cố ngạ giáo nhữ đẳng thường hành Cung kính tôn trọng chi tâm Ái trọng tam bảo thậm thâm chi pháp Tất hoạch vô lượng vô biên chi đại quả hỷ Chỗ này trích dẫn lời Phật nói câu sau cùng này nhược năng hồi hướng pháp giới kỳ phước bất khả vi dụ trong tiểu chú nói chú giải là trích dẫn kinh phó pháp tạng lời đức phật nói pháp thị chúng sanh chân thiện tri thức Tác đại lợi ích Tế chư khổ não Có thể giúp tất cả chúng sanh vượt qua hết thảy khổ nạn Nhất định phải dựa vào Phật Pháp Cho nên Phật Pháp mới là thiện tri thức chân thật của chúng sanh Trong Phật Pháp đặc biệt là Pháp Đại Thừa Pháp mà chúng ta hiện nay tu học Là bộ phận Thù thắng nhất Tinh hoa nhất Trong Đại Thừa Bao gồm cả Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Bản thân chúng ta Đạt được điều hay Đạt được lợi ích Chúng ta tuân thủ lời giáo giới của Phật. Cần phải đem lợi ích này, đem điều hay này giới thiệu rộng rãi cho tất cả chúng sanh, đề xuất cho tất cả chúng sanh. Đây là gì? Hồi hướng pháp giới. Không phải hướng cho riêng mình. Cần phải lợi ích tất cả chúng sanh. Nhất định không sợ dứt giả. Cố gắng nỗ lực mà làm. Còn sống một ngày thì phải làm một ngày. Trọn đời làm tốt công việc này. Đây gọi là công đức viên mãn Không nên sợ nhất giả Không được ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần thế gian Lãng phí mạng sống quý báu của mình nếu như nói bồ tát ham muốn hưởng thụ ở trong đây có thể được lợi ích chính mình chứ không thể được lợi người chỗ đáng quý của phật pháp là ở lợi người muốn lợi người thì cần phải xả bỏ sự an lạc của mình lão cư sĩ lý bĩnh nam năm xưa nói với tôi có ai mà không thích ở núi ở am tranh đâu chứ đó là hưởng thụ cá nhân hưởng thụ niềm vui với đại thiên nhiên tiêu dao giữa nơi sơn thủy là niềm vui thú nhất của đời người rồi nhưng không thể lợi ích chúng sanh Chỉ có thể lợi mình mà không thể lợi người Phật Bồ Tát Và những người đắc đạo Người minh tâm kiến tánh Họ quả thật có thể hưởng thụ Họ được đại tự tại rồi Thế nhưng họ xả bỏ sự hưởng thụ của chính mình Không từ gian khổ hằng ngày khuyến hóa tất cả chúng sanh. Đi vào trong thành thị. Đi vào các thôn trang. Chỉ cần có người chịu nghe, chịu tiếp nhận, thật sự là ở trong cửa Phật không từ bỏ một ai. Họ đều rất vui vẻ, rất sẵn lòng giải thích cho người ta rất tường tận. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Không hề gián đoạn hàng ngày phục vụ cho mọi người Giảng giải cho mọi người Mãi cho đến khi già chết Cũng chưa hề từ bỏ công việc Giảng kinh thuyết Pháp giáo hóa chúng sanh Điều này đáng để cho người đời sau chúng ta Tôn kính Và noi theo Có khi nào chúng ta nghe nói Hoặc xem ở trên kinh Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi nghỉ mát ở đâu không? Không hề thấy Hiện nay công việc rất vất vả, mỗi ngày đang làm việc, vẫn muốn tìm thời gian để đi nghỉ phép. Chúng ta chưa hề nghe nói Thích Ca Mâu Ni Phật đi nghỉ phép. Cũng chưa hề nghe nói 1.250 người được nghỉ định kỳ, chưa hề nghe nói. Nơi đây chúng ta sắp lập viện Phật học. Nghe nói còn có nghỉ đông, nghỉ hè, còn có nghỉ lễ, cho nên những điểm này chúng ta đều phải suy nghĩ nhiều hơn tương lai lập diện phật học nhất định là phải nghỉ lễ là thuận theo thế gian trường học thế gian đều nghỉ lễ nhưng chúng ta nghỉ lễ rồi phải làm sao làm điều gì hy vọng mọi người học theo thích Ni phật nghỉ lễ thì ra ngoài giảng kinh thuyết pháp bạn đem những gì đã học trong học kỳ này tìm nơi để giảng kinh trong kỳ nghỉ này thì kỳ nghỉ này của bạn mới không có uổng phí lợi dụng khoảng thời gian này kết rộng pháp duyên với tất cả chúng sanh các bạn có cái ý này thì tôi có thể sắp xếp cho các bạn xin các nơi ở nước ngoài phát giấy mời cho các bạn nghỉ lễ một tháng thì giảng kinh một tháng Nghỉ lễ hai tháng thì giảng kinh hai tháng Không có uổng phí Không nên nghỉ lễ liền đi ngao du sơn thủy Thế thì hỏng hết rồi Vừa nghỉ kỳ lễ này xong Liền quên hết những gì bạn học trong học kỳ này Không còn gì cả Thì làm sao bạn có thể tiến bộ được chứ Tiến bộ chính là niệm niệm Miệt mài không nghỉ Phải hiểu rõ đạo lý này Xin xem tiếp đoạn Kinh Văn dưới đây Đây là phước báo Khi bố thí Tu bộ kinh điển Chùa tháp Phần tiểu chú phía trước của Ngài Phía sau đó còn có một đoạn Trang 25 hàng thứ năm của chú giải Đoạn sau cùng hàng thứ năm này Chúng ta hãy đọc qua một lượt Rất quan trọng Thị cố trí giả Dục đắc vô thượng an ổn khoái lạc tương đương chí tâm cần thính kinh pháp mấy câu nói này là tổng kết phần phía trước là đoạn ở trong phật thuyết kiên ý kinh Đoạn kinh này Chúng ta Phải đặc biệt đưa ra để lưu thông Đem nó in ra Đoạn kinh này ở hàng thứ ba Trang 23 Mọi người nhớ kỹ Phật Thuyết Kiên Ý Kinh Đoạn Kinh Văn này là Phật Cáo An An Kỳ hữu hảo tâm thiện ý chi nhân Văn Phật minh Pháp Nhất tâm nhi thính Năng nhất nhật khả Bất năng nhất nhật bán nhật khả Bất năng bán nhật nhất thời khả Nhất thời ở chỗ này là Tính theo Ấn Độ xưa Tức là 4 giờ đồng hồ hiện nay Họ là ngày đêm 6 thời Một thời là tương đương với 4 giờ đồng hồ hiện nay bất năng nhất thời bán thời khả bán thời là hai giờ đồng hồ hiện nay bất năng bán thời tu du khả bạn không có thời gian nghe hai giờ đồng hồ thì nghe vài phút bất cứ lúc nào cũng được kỳ phước bất khả lượng dưới đây chúng ta đổi một chữ kỳ phước bất khả lượng thành bất khả hạng giả dùng từ bất khả hạn mọi người dễ hiểu đây là kinh văn phía trên ngài viết chữ văn đoạn kinh văn này tiếp theo đoạn kinh văn này nói thì cố trí giả dục đắc vô thượng an ổn khoái lạc ưng đương chí tâm cần thính kinh pháp chúng ta dùng đoạn này để thường xuyên khuyên người ta nghe kinh cho nên đoạn kinh văn này rất quan trọng các bạn xem sau đó đánh máy đoạn kinh văn này ra thành một bài văn ngắn có thể khuyên người ta nghe kinh tiếp theo hãy xem đoạn kinh văn dưới đây phục thứ địa tạng nhược vị lai thế trung trên kinh văn nói vị lai thế trung vị lai thế trung chính là chỉ thời đại này của chúng ta hiện nay hữu thiện nam tử thiện nữ nhân người nào có đầy đủ điều kiện của chữ thiện này là vô cùng hy hữu vô cùng hiếm có ngộ phật tháp tự đại thừa kinh điển tân giả bố thí cúng dường chiêm lễ tán thán cung kính hiệp trưởng nhược ngộ cố giả hoặc hủy hoại giả tu bổ doanh lý hoặc đọc phát tâm hoặc khuyến đa nhân đồng cộng phát tâm đây là nói tu phước tháp của phật tự của phật ý nghĩa của chữ tự phần trước đã nói qua rồi Ý nghĩa của chữ tự này Nếu dùng cách nói hiện nay để nói Nó là cơ quan dính cửu Vậy mới gọi đó là tự Nó không phải là cơ quan tạm thời Là dính cửu Trước đây hoàng đế Cơ quan làm việc của họ Gọi là tự Bạn xem cơ quan làm việc Từ tể tướng trở xuống Thì gọi là bộ Có thể thường xuyên sửa đổi Có thể hủy bỏ Có thể điều chỉnh sửa đổi sai lại mới Còn cơ quan làm việc của hoàng đế Thì vĩnh viễn không thay đổi Ở Trung Quốc Từ Triều Hán đến Triều Thanh Có thể nói đều không có thay đổi cho nên tự là cơ quan làm việc vĩnh cửu chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của chữ này nhưng hiện nay mọi người nhìn thấy tự ngay cả cách nghĩ cũng không đúng nhìn thấy tự là nghĩ mê tín là đại biểu cho mê tín đại biểu cho quỷ thần khi nghe đến chữ tự và miếu liền nghĩ đến chùa miếu trong đây là thờ cúng quỷ thần làm chuyện mê tín đây là sai lầm rất lớn trước đây phật tự là cơ quan giáo dục của phật giáo nên giáo dục phật giáo phải được duy trì vĩnh viễn không được hủy bỏ không được tạm ngưng cho nên dùng tự nhưng hiện nay rất nhiều người đã hiểu sai đi ý nghĩa của chữ này rồi cho nên chúng ta cần phải đổi một tên gọi mới đích thân lão cư sĩ hạ liên cư đề xướng không nên dùng tự diễn am đường mà dùng là học hội từ học hội là do hạ lão đề xướng chúng ta ngày nay là tịnh tông học hội chứ chúng ta không gọi là tịnh độ tự không gọi là di đà tự mà gọi là tịnh tông học hội để cho người ta nhìn thấy cái tên gọi này thấy hoàn toàn mới mẻ không đến nỗi sanh ra hiểu lầm ý kiến này hay vô cùng chúng tôi đọc sách của ngài liền tuân thủ theo ý của ngài Chúng tôi thành lập cơ quan liên gọi là tịnh Tông Học Hội Khi gặp những Phật tử Tháp là nơi thờ cúng xá lợi Phật Tự Là nơi tuyên truyền nền giáo dục của Phật Hoàng Dương nền giáo dục Phật Đà Đại thừa kinh điển Đương nhiên trong nền giáo dục của Phật Quan trọng nhất Là Pháp Bảo Phía trước nói Đây là thiện tri thức chân thật của chúng sanh Là kinh điển đại thừa Tân giả bố thí cúng dường Chim lễ tán thán, Cung kính hiệp trưởng là gặp phải kinh tháp mới Hiện nay Khoa học kỹ thuật phát triển Chúng ta dễ dàng làm mới Những quyển kinh luận này Thế nhưng Nhất định phải làm cho thật Tinh xảo, đẹp đẽ, Khiến cho người ta sau khi nhìn thấy Liền sanh tâm quan hỷ Sanh tâm cung kính Tán tháng cho nên kinh sách không được in một cách tùy tiện In tùy tiện khi người ta nhìn thấy sách này Họ không sanh tâm quan hỷ Đó là lỗi lầm của chúng ta Kinh sách nhất định phải in cho tốt Làm cho tốt hết sức mình Lần này chúng ta in bộ kinh sách này Các vị nhìn thấy đều sanh tâm quan hỷ Bản sách này không dễ tìm chúng tôi ở đài loan bản sách này đã từng in lại bao nhiêu lần rồi chữ nhìn không rõ nét tôi dùng bản này là bản cũ nét chữ ở trong đây không rõ cho nên tôi liền nghĩ đến làm sao tìm cho được bản gốc nên lần trước tôi đến hồng kông tôi rất lưu ý để đi tìm vẫn là do Phật Bồ Tát phù hộ. Tôi đến thư viện Phật giáo Trung Hoa tìm được một bản. Đây là bản in lần đầu tiên tại Hồng Kông do Pháp sư Tục Lãng in. Bản này rất cũ, giấy cũng chuyển màu vàng rồi. Lại có một lần tôi có đi thăm Pháp sư Giác Quan. Pháp Sư Giác Quan gọi điện thoại cho tôi Chúng tôi đã gặp mặt nhau Tôi đến chỗ của thầy dùng cơm Nhìn thấy trên giá sách ở chỗ của thầy Có quyển sách này Nó cùng bản in giống như quyển sách này Nhưng được giữ gìn tốt hơn So với Cái quyển ở chỗ Pháp Sư Thường Hoài Thầy để ở trong tủ sách Rất là sạch sẽ chúng tôi đã mang cả hai quyển này về Hình phía trước bản gốc là màu đen trắng Không phải hình màu Chúng tôi đến Đài Loan Lại đặc biệt tìm được hình gốc Là hình màu Bản mà chúng ta in hiện nay tốt hơn quá nhiều so với bản đó Thù thắng hơn nhiều so với bản gốc Chúng tôi đã tặng 10 quyển cho Pháp Sư Thường Hoài Và cũng đã tặng 10 quyển cho Pháp Sư Giác Quang chúng tôi xin họ một quyển sau đó tặng lại cho họ 10 quyển bản tặng cho họ đẹp hơn nhiều so với bản họ tặng cho tôi chúng ta làm như vậy sau này nhìn thấy chỗ họ có sách hay muốn xin về họ mới chịu cho chúng ta biết được là cho chúng ta không phải là uổng phí sẽ có hồi báo sau khi chúng tôi đem về đã in hai mươi nghìn bản nghe nói hiện nay ở đài loan có rất nhiều người nhìn thấy bản này đẹp như vậy họ cũng đều muốn in họ phát tâm tốt hãy in với số lượng lớn bản của chúng tôi để tại xưởng in ấn thế hoa đài bắc bản gốc để ở bên đó không cần thiết dùng chế bản sẽ lãng phí người nào thích in thì đều có thể lấy bản đó để in giá thành sẽ thấp hơn bản mới chúng ta nhất định phải làm cho tốt cho trang nghiêm Để cho người ta sau khi nhìn thấy sanh tâm quan hỷ Bố thí cúng dường Chim lễ tán tháng Cung kính hiệu trưởng Cho nên nếu kinh sách làm không được tinh xảo đẹp đẽ Thì sẽ không được phước Đây là điều mà Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta Phải làm cho thật tốt hết khả năng của mình nhược ngộ cố giả hoặc hủy hoại giả cố là sách cũ giá trị của sách cũ rất cao cao ở chỗ nào gì thứ nhất là nó lưu truyền rất lâu rồi đã từng có rất nhiều người đọc qua trải qua nhiều đời như vậy chứng minh kinh này là chân kinh nếu như là đồ giả ngụy tạo thì đã bị đào thải từ lâu rồi cho nên nó có giá trị lịch sử lại được biết bao nhiêu cao tăng đại đức đọc qua nếu dùng cách nói hiện nay thì từ trường của nó khác nhau sách mới như thế nào đi nữa cũng không thể sánh bằng sách cũ được các vị phải hiểu nó có giá trị kỷ niệm nó có sức hấp dẫn rất mạnh mẽ thế nhưng sách cũ lưu truyền đã lâu rồi thì sẽ bị hư rách hiện nay trên tay tôi đại khái có đến ba bốn chục bản là sách thời triều Minh, tính sơ sơ đã gần sáu trăm năm rồi. Giấy rất mỏng manh, khi lật ra sợ nó bị hư rách. Cho nên số sách này hiện nay của tôi làm sao đọc nó đây? Photocopy lại, tôi đọc bản photocopy. Còn sách gốc thì cất giữ, không nên lật dở nó thường xuyên. Ở đây thì không thuận tiện Ở Đài Loan thì tương đối thuận tiện Ở Đài Loan tôi sẽ đem đi bồi gáy lại Là giống như bồi tranh vậy Bên trong bồi thêm một lớp giấy bông Sau khi bồi lớp giấy bông này rồi Thì sách này chí ít cũng có thể bảo tồn được một nghìn năm nữa Bởi vì số sách này hiện nay của tôi Phần lớn là in bằng giấy mau biên Không phải là loại giấy rất tốt Là loại giấy mau biên phổ thông Giấy mau biên có thể bảo tồn được 500 năm cho nên hiện nay nhất định phải Tu bổ Tu bổ thì phải bồi gáy lại Sau khi bồi gáy lại rồi Thì đóng bìa trang trí lại Như vậy là có thể kéo dài được tuổi thọ Một nghìn năm Sách này thuộc về đồ cổ Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Không nên cho rằng đây là Đồ rách cũ đồ rách cũ thì cần phải dứt bỏ rách cũ mới có giá trị người thật sự trong nghề biết giá trị món hàng chúng ta ở diện bảo tàng cố cung đài loan người ngoài nghề họ thích xem cái gì xem những đồ bằng ngọc thời minh thanh đó là đồ vô cùng tinh xảo đẹp đẽ người trong nghề xem cái gì xem đồ đồng của ba thời hạ thương chu là đồ đồng sắc nát Đồ vật đều không còn hoàn chỉnh Rất là cũ nát rồi Có cái chỉ là một miếng dụng Nhưng là báo vật vô giá Đâu phải những đồ bằng vàng bạc Ngọc, thời minh thanh Mà có thể sánh với nó được chứ Không thể sánh bằng Nó có giá trị lịch sử của nó Cho nên phải hiểu được đạo lý này Kinh sách cũ Chúng ta phải tu bổ chùa tháp cũ cũng phải tu bổ nó lại liên quan đến phương diện này thì chúng ta đứng sau người nhật bản rất xa tôi đến nhật bản để tham quan tham học tôi thật sự khâm phục sát đất đối với cách người nhật bản bảo vệ chùa tháp tu bổ những đồ cổ những thứ này của họ là học được từ trung quốc về sau khi học được rồi họ bảo tồn mãi cho đến hiện nay có thể bảo tồn lâu như vậy hay sao là do mỗi năm họ đều tu bổ cây trụ này bị mói mọt hết rồi vẫn dùng loại gỗ giống nhau vật liệu giống nhau hình thức giống nhau để thay thế nó cho nên bạn đến nhật bản mà xem chùa miếu trang nghiêm cách thức thời triều hán học sinh người nhật bản du học đến trung quốc thời nhà đường là nhiều nhất họ học được đều là kiến trúc cổ đại Trung Quốc có rất nhiều kiểu nhà mái công Nhà mái công là kiểu thời Triều Minh Thời Triều Hán vẫn chưa có mái công Cho nên bạn đến Nhật Bản Có thể nhìn thấy kiến trúc thời đại nhà Hán Nhà đường là hoàn toàn tương ưng Với những gì trong sách cổ Trung Quốc đã ghi chép Chúng ta hiện nay đọc lễ ký Nhìn thấy cách thức sống của người thời đó Có rất nhiều chỗ mình không hiểu Đến Nhật Bản liền hiểu ngay những gì trong đó nói chính là cách thức sống của Nhật Bản Mặc y phục người Nhật mặc hòa phục Trang phục của người Nhật là hòa phục Cũng gọi là ngô phục Nói ngô phục Bạn sẽ có ấn tượng ngay Ngô là gian tô Là trang phục của thời đại ngô Việt đó Được truyền qua người Nhật đến hiện nay Họ vẫn mặc Vẫn là kiểu dáng đó Nhật Bản đã bảo tồn văn hóa cổ đại của Trung Quốc Những cách tu bổ chùa tháp này của họ Đáng để chúng ta học tập Nhất định phải dùng vật liệu gốc Dùng kiểu dáng nguyên bản Thấy đều thay mới hết Nhưng hoàn toàn giống như trước đây vậy họ bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh đây là điểm mà chúng ta không thể không khâm phục khi đến nơi đó tham quan người nhật bản thấy họ có thể hấp thu văn hóa khoa học kỹ thuật tân tiến nhất của người phương tây và đối với những thứ vốn có của mình họ có thể giữ gìn họ không có dứt bỏ nó đây là chỗ họ sáng suốt hơn người trung quốc thậm chí là một con đường cổ của người nhật con đường cũng không chịu phá bỏ mở ra con đường mới là mở bên cạnh con đường cổ là mở nơi khác con đường cổ thì giữ lại đường cổ là lát bằng đá dùng xe ngựa cho khách tham quan khách tham quan ngồi xe ngựa đi trên con đường cổ đó là rất thú vị Tôi lúc đó Tôi đến Nhật Bản để tham quan Đại khái là hơn 20 năm trước Ấn tượng của tôi rất sâu sắc Nói thật ra ở Trung Quốc Có thể khôi phục mấy cái thành cổ Hôm kia nhân dịp Tết Trung Thu Các chỉ đến thành nhà đường để tụ hội Ở Hồng Kông có thành nhà Tống nói thật ra nếu như ở trung quốc có thể khôi phục phủ khai phong lại như cảnh quan của thời triều tống khôi phục lại tây an giống như kiểu thời triều đường một cái thành nhà đường một cái thành nhà tống làm cho thật lớn người trong đó có thể không cần làm việc gì cả chỉ cần bán một chút đồ ăn vặt cho khách tham quan du lịch là có thể kiếm tiền rồi người trên toàn thế giới đều sẽ đến nơi đó tham quan có người nào không muốn đến nơi đó để xem thử chứ Thử xem cách sinh hoạt của người triều đường Cách sinh hoạt của người triều tống Trang phục ở nơi đó hoàn toàn khôi phục Giống như thời đại đó Dũng cụ cũng là của thời đại đó Khách đến nơi đây để tham quan du lịch Chúng tôi tiếp đãi bạn Xe hấp dẫn khách tham quan trên toàn thế giới Là việc tốt nhưng ý tưởng này được nảy sinh khi tôi đi tham quan Nhật Bản Không nên cho rằng không có thu nhập Thu nhập rất đáng kể, rất lớn Bạn bán đồ lưu niệm Nhân cơ hội này để tuyên dương văn hóa Trung Quốc Lợi ích vô lượng vô biên Hôm nay thời gian hết rồi Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà à, Phật tử dịch ban biên dịch tịnh không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật